lạnh. Mời bà con đi coi phố Bùn Xà vắng lắm cho chiều thứ sáu. Bây giờ là 3:37 chiều thứ sáu. Việt Nam là 6:37 sáng ngày thứ bảy. Vâng, chào Lưu Xuân Trường. Cái 4 giờ sáng để đọc cho các bạn một cái bản tin do tờ báo Voice of Orange County họ đăng. 16 trang của ông nguyên cảnh sát trưởng của thành phố Westminster. Cái lá thư đó đó là thành phố không cung cấp theo lời yêu cầu của tờ báo Tiếng Nói Quận Cam, và họ đã đưa thành phố ra tòa. Thành phố đã phải trả cho luật sư của bên tờ báo là 120.000. Thì không biết ông Diệp Minh Trường, phó thị trưởng, và ông Tạ Đức Chí có gọi đó là cái blackmail hay không. Bởi vì đó cũng là tiền thuế của dân chúng mà. Ồ, nhớ lắm chứ, nhớ Việt Nam lắm. Mà hôm qua có một cái tách ở phía bên nhóm của ông Trần Hải Yến. Đấy. Thì cái bản dịch bằng tiếng Anh đã dịch ra được Việt ngữ và đã đọc ở trên KVCHN. Tối qua chúng tôi live stream. Sau live stream như thường lệ là chúng tôi xóa. Lý do là chúng tôi không có muốn những cái live stream của chúng tôi bị sử dụng vào cái có một cái nền màu xanh trông nó không được thẩm mỹ. Chúng tôi đồng ý cho Việt Vision, cho kênh Tiếng Dân và kênh Giải Độc Chính Trị lấy đăng sau khi chúng tôi đưa lên YouTube, bởi vì mình làm mục đích là truyền bá chứ không phải là mục đích để giành ích kỷ, câu view. Thành ra chúng tôi đã thức tới 4 giờ sáng, bắt đầu chương trình lúc 2 giờ 22 phút. Và chúng tôi đã đọc toàn bộ. Có lẽ là những cái ngôn ngữ của ông cảnh sát ấy, viết nó cũng không có được suôn sẻ cho lắm, mặc dù ông là cảnh sát trưởng. Nhưng mà đã chúng tôi đã phải mất rất nhiều thì giờ đọc, và nhiều người cũng không hiểu. Một số bạn đã nhắn tin và hỏi, thì chúng tôi rất tiếc là đi ngủ. Sáng hôm nay thì cũng đã trả lời một vài bạn đã nhắn tin rồi. Đây là một cái khu vực mà có lẽ là chúng tôi chưa cho quý khán giả xem. Nó không có lớn. Nơi đây nó có một cái chợ, nó gọi là chợ Phát Tài. Không biết nó phát tài tới cái mức nào, cái nó đóng cửa từ đó cho tới ngày với hôm nay vẫn chưa được phát tài. Khoảng chừng 3 năm nay rồi. Nó phát tài tới 3 năm nay. Quý vị nhìn thấy cái chữ phở gà Hải Vân bên tay phải của chúng đó. Thì cái phở gà Hải Vân này đó đã đổi khoảng chục chủ sau khi cái bà chủ đây lái xe đi ra ngoài và bị chết. Trước mặt chúng tôi đã tèo sang Wichita. Cái này có liên quan đến đài Little Sài Gòn Radio. Đây cái chợ Phát Tài nằm bên tay phải. Này là có một cơ quan về y tế họ lấy. Chỗ này lấy là đúng rồi, tại vì chỗ này khá rộng rãi nhưng mà cũng phải tân trang khá nhiều.
Bây giờ chúng tôi đi ra đường Westminster là cái đường mà sắp sửa có cái hội chợ Tết cộng đồng. Vâng, trở lại cái vụ đó thì quý vị đã đọc, ít ra các bạn nhìn thấy những cái dữ kiện mà ông cảnh sát ông đưa ra. Và ông đã, tờ báo Tiếng Nói Quận Cam họ đã để cái đề tài của cái bài báo của họ rằng tham nhũng lan tràn và khống chế quyền lực tại thành phố Westminster. Ông cảnh sát ông ví cái vụ tham nhũng của thành phố Westminster này tương đương với vụ tham nhũng của thành phố Bell của quận Los Angeles. Mục đích ông mở đầu cái bài viết ông so sánh như vậy là để cho mọi người nhận thức cái tầm quan trọng của những cái lời tố cáo của ông ấy. Và đây là không phải là vụ thương lượng nữa, bởi vì nó đã được đi ra ngoài công chúng. Báo Mỹ đã đăng. Và duy nhất ở quận Cam chỉ có hai tờ báo, là tờ báo Người Việt và tờ báo KBC hải ngoại dám cái loan tin này. Chúng tôi xin lỗi dùng cái chữ mó dế ngựa, bởi vì đây là một cái thế lực rất là mạnh và lớn. Và ông này đánh nhắm tới 4 người trong số 5 nghị viên của thành phố. Đầu tiên là bà Marjorie Rice, sau đó là ông thị trưởng Tạ Đức Chí, sau đó là ông phó thị trưởng Tyler Diệp và ông nghị viên Sergio Contreras. Còn bà Kimberly, bà bác sĩ Kimberly thì mới có đắc cử nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ đầu tiên. Thành ra bà không dính chấu. Không dính chấu không có nghĩa rằng là không dính ở trong cái vụ kiện này của ông Kevin Baker, mà bà sẽ dính vào những cái vụ khác. Và bà đã bị tố rồi, nhưng mà lúc đó cái lời tố không có mạnh lắm. Ngoài cái sự tố cáo của ông Kevin Baker, nó còn dính tới thêm một cái vụ nữa, rồi 2, 3, 4 cái đèn bị chớp. Là đèn xanh của chúng tôi bên này đã rẽ trái đã lên rồi, nhưng mà 3 chiếc xe còn tiếp tục vượt đèn đỏ chạy trên đường Brooklyn này. Và là chúng tôi nhìn thấy cái ánh đèn chụp tách 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 tách. Thưa quý khán giả, những cái đó đó tách 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 nhá, tối thiểu 250, bao gồm tiền phạt và tiền lệ phí. Vâng ạ, thì cái mục đích của chúng tôi là nói có sách và mách có chứng, và chúng tôi đã dịch cái bài viết ra tiếng Việt và đọc để cho quý vị thấy rằng những cái người mà tố cáo và chửi Nguyễn Phương Hùng là Tạ Đức Chí và Diệp Minh Trường, hãy sờ lên gáy. Who are you? Các ông là ai vậy? Các ông là corruptor, tức là người tham nhũng. Và các ông đã lên trên đài, các ông nói ơi, tôi nhận tiền người ta ở yểm trợ cho tôi là chuyện bình thường. Và tôi bênh vực cái những người mà đóng tiền cho tôi cũng là chuyện bình thường. Vâng, nó bình thường lắm. Thì bây giờ chờ cái ngày bình thường nó như thế nào. Bởi vì cái vụ này ông Kevin Baker đưa ra đó là, thưa quý khán giả, nó sẽ phải đi ra tòa thôi. Tại vì cái giai đoạn gọi là thương thảo đã hết rồi. Và khi ra tòa đó thì ông, các ông bị nặng hơn nữa. Lý do ông Diệp Minh Trường lên tố cáo người ta là tống tiền. Blackmail là tống tiền. Chết rồi.
anh tố cáo người ta tống tiền mà anh không chứng minh tống tiền. Tống tiền mà tại sao lại đi thương lượng, nó đâu tống tiền được. Vâng, bây giờ chúng tôi phải...